chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí lại chia sẻ theo yêu cầu của quý vị khán giả. Thì hôm nay Nhí sẽ làm một cái công thức cà pháo ngâm nước mắm, ăn rất là ngon các bạn. Món cà pháo này thì mình có thể ăn kèm với cơm, rất là ngon luôn và rất là giòn luôn các bạn. Để biết được cách của Nhí hướng dẫn như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của Nhí. Đây các bạn, Nhí có chuẩn bị 1 kg cà pháo. Các bạn lưu ý đừng chọn cái trái cà pháo còn non quá. Mình ngâm lên thì cái trái cà pháo nó không còn độ giòn như các bạn, nó sẽ mất ngon. Và để ngâm cái cà pháo với nước mắm giòn và trắng thì Nhí sẽ đi phơi nắng cái cà pháo này 1 nắng nha các bạn. Thì mình có thể phơi từ sáng cho tới chiều là được rồi. Bây giờ Nhí sẽ cho cái cà pháo này ra một cái khay nè, mình sẽ đi phơi nắng nha các bạn. Đây các bạn, Nhí cho ra cái mâm như thế này. Bây giờ Nhí sẽ đi phơi nắng nha. Và trong thời gian chờ phơi nắng thì mình sẽ đi nấu nước sốt nha các bạn. Thì đây là Nhí có 70g tỏi với lại 30g ớt. Ớt hiểm thì mình sẽ cắt nhỏ như thế này nè các bạn. Và mình sẽ chừa lại một vài trái để cho nó đẹp đó các bạn. Còn cái phần tỏi này thì Nhí sẽ đập dập, sau đó Nhí sẽ bầm nhỏ nhỏ như thế này nè. Để khi mình ngâm cái cà pháo nó rất là thơm nha các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi nấu nước mắm. Thì Nhí sẽ chuẩn bị là 500ml nước mắm Nam Ngư có độ đạm là khoảng 25 độ nha các bạn. Tiếp theo là Nhí cho vào đây là 130g đường cát, một muỗng nhỏ cà phê bột ngọt. Và bây giờ thì mình sẽ đi nấu cái phần nước mắm này lên cho nó sôi thiệt là sôi các bạn, để mình ngâm cà pháo nó được lâu hư hơn nha. Cái món cà pháo ngâm nước mắm này ăn cơm rất là bắt cơm nha các bạn, rất là ngon luôn. Bữa nào mà không có đồ ăn, mình ăn cơm với cà pháo thôi cũng ngon nữa các bạn. Cô chú anh chị mà yêu cầu Nhí chia sẻ món ăn đó thì hãy nhớ ủng hộ Nhí bằng cách like video và share video giúp Nhí nha. Để Nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ theo yêu cầu của quý vị khán giả nha. Bây giờ thì cái phần nước mắm nó đã sôi mạnh rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình sẽ để cho cái phần nước mắm này nó nguội. Đây các bạn, cà pháo mình phơi tới chiều nè. Lúc này là khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Thì cà pháo lúc này nó đã dốt dốt và các bạn, nó đã héo héo như thế này nè. Đây các bạn nhìn không? Thì bây giờ mình sẽ đi tách cái phần cùi nó, để cho cái trái cà pháo mình nó có cái cuốn rất là đẹp các bạn. Lúc trước mà Nhí còn làm trong nhà hàng đó, cái ông chủ kia ông có một cái câu ông nói là nhớ hoài luôn đó: ăn cà là phải còn cuốn và ăn cá là phải còn vây. Đây là các bạn, thì mình sẽ dùng một con dao nhỏ nè. Các bạn nhìn nè, thấy không? Mình sẽ tước lên như thế này nè. Mình sẽ lội bỏ một cái lớp ngoài, mình chỉ lấy cái lõi của cái cuốn cà pháo thôi. Và Nhí sẽ làm hết cái phần cà pháo này, sau đó mình sẽ đi rửa lại sơ qua nước muối và nước lạnh nha các bạn. Vì cái cà pháo này lúc nãy Nhí mua về, Nhí chưa có rửa để mình phơi, trong quá trình mình phơi đó có khi bụi đồ nó vô. Đây, Nhí đã rửa sạch rồi các bạn. Và các bạn nhìn không? Cái trái cà nó có cái cuốn rất là dễ thương. Và bây giờ thì mình sẽ ngâm luôn các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái hũ bằng sành hoặc là bằng nhựa cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái cà pháo vào trong cái hũ này nè các bạn. Thì cái hũ này nó vừa với 1 kg cà luôn. Sau đó thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi ớt vào. Bây giờ thì Nhí sẽ cho cái nước mắm vào nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Và cái cà pháo này thì mình ngâm khoảng 4-5 ngày mình mới ăn được nha các bạn. Mình dùng cái miếng này nè để mình đè xuống, để cái phần cà pháo nó được ngập hết, nó thấm đều gia vị đó các bạn. Và mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ để ở một cái góc bếp, sau khoảng 4-5 ngày mình sẽ mở ra và mình sử dụng nha các bạn. Đây các bạn, nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Sau 5 ngày thì Nhí sẽ kiểm tra lại cái cà pháo và Nhí sẽ ăn thử cũng như giới thiệu cho tất cả các bạn biết được cái hương vị nó như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra cho các bạn xem nè. Khi mình mở nắp cái hũ cà pháo ra các bạn, rất là thơm luôn. Và các bạn nhìn không, cái trái cà pháo rất là trắng.
Thì đây là cái công thức ngâm cà pháo với nước mắm rất là ngon mà Nhí chia sẻ để tặng cho quý vị khán giả cũng như tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, hãy ủng hộ Nhí bằng cách là like video và share những cái video này cho bạn bè, người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn, để Nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn, các bạn nhìn không? Cái trái cà pháo nó vừa trắng nè và nó bị mốp méo hết luôn. Và bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món cà pháo ngâm nước mắm với Nhí nha, xem nó như thế nào nha. Quá trời đã luôn các bạn ơi, nó giòn gụm luôn các bạn, rất là ngon luôn. Vị mặn nó cũng rất là vừa phải các bạn, không quá mặn. Và các bạn nhớ lưu ý một điều, nếu các bạn ngâm cà pháo mà lạt quá thì cà pháo nó sẽ không được giòn và nó rất là nhanh hư các bạn. Chí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái công thức ngâm cà pháo với nước mắm thật là ngon, thật là giòn, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn mới thay đổi khẩu vị hàng ngày. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.